Xin chào quý vị đang xem video trên kênh YouTube NV Media. Lời nói đầu xin được gửi lời chúc tốt đẹp tới quý vị. Chúc mạnh khỏe và bình an, vạn sự như ý. Chúc quý vị xem video có phút giây thư giãn. Vụng trộm không thể giấu, chốt Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn, dân mạng đồng loạt phản ứng gay gắt. Mới đây, trên Weibo xứ Trung đang bàn tán sôi nổi thông tin bộ phim Vụng trộm không thể giấu đã chốt dàn diễn viên chính thức. Theo đó, hai cái tên được lựa chọn trong dự án lần này là Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn. Gần đây, chủ đề dàn diễn viên chính của phim Vụng trộm không thể giấu là Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn được bàn tán vô cùng sôi nổi. Theo đó, Triệu Lộ Tư sẽ vào vai cô gái tên Tang Trĩ, còn Trần Triết Viễn sẽ đảm nhận nhân vật nam chính Đoàn Gia Hứa. Được biết, nguyên tác là tiểu thuyết mạng cực nổi tiếng của tác giả Trúc Dĩ với lượng fan và lượt đọc cực khủng. Theo nhiều nguồn thông tin, phim sẽ do phía công ty YGYG sản xuất, dự kiến tháng 7 bắt đầu khởi quay và sẽ kéo dài khoảng 3 tháng với 24 tập. Vụng trộm không thể giấu kể về cô gái Tang Trĩ yêu thầm anh chàng Đoàn Gia Hứa từ 7 năm trước nhưng lại buộc phải che giấu tâm tư của mình không dám để cho ai biết. Kể cả người thân của cô. Cô luôn hy vọng có một ngày có thể sánh bước bên anh. 7 năm sau gặp lại, Tang Trĩ chẳng thể ngờ. Nguyện vọng năm xưa của mình lại có thể trở thành hiện thực. Ngay sau đó, từ khóa Vụng trộm không thể giấu đã chiếm vị trí top 3 và top 5 bảng hot search xứ Trung. Tuy nhiên, dân mạng đồng loạt phản đối gay gắt nếu dự án này là thật. Nhiều ý kiến trái chiều cho rằng Trần Triết Viễn chưa đủ độ trâu già gặm cỏ non để vào vai Đoàn Gia Hứa. Còn Triệu Lộ Tư lại không đủ độ non nớt, thẹn thùng để vào vai Tang Trĩ. Hơn thế nữa, theo nguyên tác, nam chính hơn nữ chính 7 tuổi mà Trần Triết Viễn khi đứng cạnh Triệu Lộ Tư thì xem ra chẳng phù hợp với ngoại hình nhân vật.